lẩu rồi điện rồi này kia, nói chung ra lấy hết trơn luôn. Dạ là cái gì với giá là lấy hết. Là mấy cái đồ đó là cái cô em bạn trong nghịch giá thấy chị khổ quá lấy giùm cho chị bán mà trả tiền sao em, người cổ gom của chị hết. Những cái đồ điện, mấy cái nồi cơm điện với cái lẩu điện rồi đó. Nhưng mà lúc đó vô mua đó, nói làm sao mà chị đưa? Vô đây thì ngồi, dạ không, là quen với nhỏ em dâu. Em dâu của chị thứ sáu, chị thì thứ năm mà chị ở đây nuôi bà già chồng nè. Anh có cưng mắt ấy rồi, trên Mần Thà rồi. Là chị cũng tốn 500-600 triệu gì đó, rồi giờ chị bán hết trơn, chỉ còn không có còn gì sống. Bà có mua đồ bà cho người ta giữ hả? Em có nói, mới nói vậy đó. Dạ. Cô nói cô mua cho từ thiện, mình ra chị mới bán rồi vài bữa trả. Rồi cô bữa nay nhờ anh em tụi con ở đây là có cái sự việc sao cô trình bày nói đúng sự thật nha. Nếu dạ. mà có sai gì là cô dạ. với mấy anh mấy chị trách là nhiệm. Chịu trách nhiệm phải không? Dạ, dạ. Nếu ở đây mấy anh tới đây quay mà cái chuyện này mà nếu mà mấy anh đưa lên đi sau này có ai mà mình để mà cản đối lại hay là thưa ngược trở lại đây thì tụi tôi sẽ chịu trách nhiệm. Cái sự lừa gạt này là chính xác 100%. Địa chỉ mấy anh? Dạ ở đây là ở khóm Bình Hòa, thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Cái sự việc sao có thể anh nói? Dạ việc là có một người phụ nữ đó là ở trên Sài Gòn nhưng mà cũng không biết chính xác là ở chỗ nào. Là chồng là về đây ở Lấp Vò, là về đây ở trọ được cũng được mấy tháng thì cũng có quen biết mấy chị ở ngoài chợ Lấp Vò là cũng có dẫn dắt đi vô đây để mua đồ, nói là mua quà để bố thí là tới 1,000 phần quà. Mỗi một phần quà như vậy là tới gần cả triệu bạc. Nên là đưa ra những cái tin để cho đây đáng rất là tin tưởng để cho bà chị này thì dụ dỗ qua cách để mua đồ này kia. Những cái đồ quý giá ở trong tiệm của bà chị bà gom góp lại đó giờ nó tụm hết. Rồi tiền mặt thì nó lấy hết, mượn hết 7 triệu nữa. Là chị đi hỏi giùm, chứ chị cũng không có tiền. Dạ. Rồi sao cô? Dạ, thì chị cũng không biết em đó là ai. Thì nói chung có vô đây chơi 1-2 lần uống nước. Thì lúc anh Năm cưng mắt rồi vô chơi đó, thì vô chơi với nhỏ em giao chị á, sao á, thì chị thấy cũng quen. Rồi cổ mới nói là cổ làm từ thiện, cổ bán đất, cổ có lời giấy là làm từ thiện. Chị bán đồ cho em đi rồi em cho người ta rồi á, chủ nhật em về em trả tiền cho chị, em về chảnh lấy tiền rồi em sẽ đặt 1,000 phần quà chị đi đặt giùm em. 1,000 phần quà chị mới hỏi là em đặt cái gì, nó nói là một dầu ăn với một thùng mì với là một người một cây đường với 2 chai nước tương là hàng Việt với 2 bịch bột ngọt. Thì chị mới nói em cho chai dầu ăn nhỏ thôi, gạo thì không có nói cho chị nghe cái phần đà gạo là kêu chị đặt bao nhiêu đó. Là chị có sao là chị nói gan vậy, rồi chị mới nói em ơi vậy là em cho chai dầu ăn 1 lít được rồi với 1 bịch bột ngọt thôi. Cổ mới nói không, em làm từ thiện thì em nói làm sao chị nghe vậy đi, chị đặt cho em là một người một cây đường, 1 thùng dầu ăn 5 lít, 1 mì hảo hảo ngon và 2 chai nước tương hàng Việt với 2 bịch bột ngọt. Thì chị nói rồi em sẽ chuyển cho chị 30 triệu chiều mai chị đặt cọc người ta, còn bao nhiêu là chừng nào trả hàng vô thì em sẽ thanh toán. Thì chị mới đi ra ngoài cái cô ngoài Lấp Vò là cô Đoan, tập quá là Phương Đoan ở ngoài Lấp Vò. Là chị của cô đó cũng bỏ đồ thiếu cho chị cũng khổ lắm là bán rồi mới trả tiền. Chị mới nói em ơi bây giờ người ta làm từ thiện mà em có chỗ công ty nào quen không em đặt giùm. Chị em mình góp sức để làm tiếp cho cô đó, rồi có sức tiền mình sức công. Thì cô đó cũng chấp nhận là điện cho mấy cái công ty quen đó là đặt. Nhưng mà bây giờ cái cô đó cổ trốn đi rồi, rồi cổ mới mua đồ của chị là 10 mấy triệu là 3 ngày là 3 to đó. Về cổ phát vòng vòng ở ngoài chợ Lấp Vò. Cổ cho mấy người đó ai xin các thứ và cái gì trong tiệm gì thì cổ đã mua hết. Tới cái gỗ hột dịch cổ cũng lấy hết, cá mòi bắt thứ cái chuyện gì cổ cũng mua mọi thứ luôn đó. Có phát quà ngoài chợ Lấp Vò rồi hả? Chị có đeo sợi dây chuyền bằng bạc làm chị mua 1,000,000 nha em. Rồi cổ mới hỏi là cổ mượn chị luôn. Rồi cổ nói giờ em về quê mà em gặp chồng cũ em mà em không có chưa có mua được đôi bông đeo. Em đeo hột sòn dưới vàng đồ là em bị làm ăn không có được, em chỉ là đeo bạc thôi. Chị có thể đi mua giùm em được không? Rồi chị mới chạy ra giùm cống là chị mua cho cổ là đôi bông 350,000 mà chị không có tiền chị mua thiếu nữa. Mà sao lúc đó mình không biết sao mà mình nói chung là chị không chị thật thà lắm chị, dạ. Rồi chị đi mua là thiếu đá bông của cái anh thống bạc ngoài dòng cống là 350,000 giờ chị đưa cho cổ với sợi dây chị đang đeo luôn là chị cũng không có tiền. Chị mới nói là anh thống ơi như nhận dây em bây giờ cô đó mua luôn là em bán được bao nhiêu tiền, anh nói là 1,000,000.
Dạ cô cho hỏi là dạ. Hiện giờ cái người mà nói là lừa đảo đó dạ. Là đã lừa của cô bao nhiêu? Dạ là mười mấy triệu trong to đó chị, khoảng là 15 triệu với chị hỏi giùm nhỏ cháu ngoài hè là cháu dâu của chị nè là 5 triệu là hỏi đỡ hai bữa trả là cổ về cổ trả. Dạ. Là 20. Dạ là có 5 triệu hả em? Có 5 triệu hả? 15 với 15 của cô nữa là 20. Dạ. Dạ. Rồi chị hỏi mượn của thím Năm, của thím Năm này là chị mượn là vậy là thím này 2 triệu nữa ha. Chị mượn giùm, chị qua chị mượn thím này cho chị mượn. Là thím đi bán gì được có 1 triệu gử hà. Rồi thím mới đập cái ống heo được 500 gử nữa, thím mới đưa cho chị 500 này đắp vô cho cổ nó được 2 triệu đó là có thím còn có 50 ngàn hà. Là tổng cộng bây giờ chị nợ 7 triệu. Dạ là 22 cỡ 22 23 triệu đó. Sao mà mình không có mình tin tưởng Vĩ Hằng vậy hả? Nói chung chị không có suy nghĩ tại cổ làm từ thiện thì chị nghĩ chị thật thà chị là tưởng là người tốt. Dạ. Dạ. Rồi anh cứ việc nói đi. Mấy bữa trước là em không có hay. Rồi qua mấy bữa sau á mới vô mua nữa là mua cái số lượng quá trời nhiều với tạo cái niềm tin đặng cho cái phần quà đó là tính ra cũng nghe cũng như sớm ghiền là nói một cả tỷ. Là em mới đa nghi rồi em mới chưa hôm qua á là em mới nói với chị Năm nè bả còn tin nữa là em mới nói với bả là bả hết hồn hết vía bả nằm bả buồn hoài đó chị tới đợi nhảy đợi hoài tới bữa nay thì chết buồn. Luôn chị buồn tới bữa nay mới đổ bể ra là gọi điện bả bây giờ bả tắt máy bả xóa tin nhắn bọng gì đó là điện không có được chặn hết trơn rồi. Là em chỉ biết nhiêu thôi em đa nghi là em nói với chị vậy thôi à chứ không ngoài ra là tại vì chồng chị cũng bệnh tim đó em, động mạch chủ đó là ảnh nằm bệnh viện chưa gãy gần 2 tháng mổ 3 lần đó chị tốn 600-700 triệu chị nợ nàng tùm lum hết trơn, ảnh chết rồi. Bây giờ chị nuôi ba vợ chồng chị bán một vạch đi bán số thì không được rồi con nó mới cho gậy được cái tiệm bán không có thiếu mấy triệu người ta đó. Đang nuôi má chồng chị gãy giờ bả nằm đó rồi giờ chị bị gạt cái này nữa chị không có tiền. Rồi bây giờ đi mất tiêu luôn ha. Cái người đó không? Có trong điện thoại nhỏ em giàu kìa mà sao nó không chịu xuống không biết có nữa mà thì bởi vậy nó lên thì cộng đồng mạng người ta nhìn thấy được cái này cái này bây giờ thì mình chưa có báo công an chân hả? Dạ không chị không biết mấy bà này cũng tính làm đơn đâu ra báo công an phải làm đơn chừng em nó cho mấy anh ở nhà trọ lúc đó đó rồi người ta sẽ đến công an sẽ đến nhà trọ đó người ta tìm bán chị bà này bà lừa ra là có sự sắp đặt sẵn. Mà trong thời gian bà đến tiếp xúc ở đây thì hình ảnh của bà hình như là không có đưa lên điện thoại. Không hình ảnh chứ ha. Ờ bà không có điện thoại, bà không có hình ảnh gì hết. Rồi kêu chị đặt đồ giùm là mấy nghe bà chị dâu ngoài chắc trò kể bà chị dâu á, bà kể là trong thời gian hai trước khi hai bữa bà về, bà tụm tiền ở đây bà về đó là bà có thuê bà chị. Bà chị nào ở trển là về đây hẳn tiếp khiêng đồ này kia, dọn đồ này kia đó. Cái mà... chị này cái bà đó là không có chồng ha. Dạ có chồng, có chồng, có một đứa con gái nữa. Chồng là dạ, lái có. Xe cho Ngọc Loan. Lái xe cho Ngọc Loan. Ngọc Loan ở đâu? Ngọc Loan ở Lớp Giò. Điểm vàng Lớp Giò. Nghe nói là chồng này cũng chồng sao, chứ không phải là... Nhưng mà cự kể có được như dạ. Bao nhiêu nhiều thông tin thì sẽ dễ truy lên chi hơn. Bà nói là chồng bà đi xe ở của Ngọc Loan á. Chạy xe mướn cho Ngọc Loan. Chồng bà được Tinh Tuấn. Tinh Tuấn, dạ. Vậy sao mình không tìm đến chồng bà chạy? Rồi mới biết chồng đi luôn rồi em ơi, đi luôn rồi. Đi luôn rồi, vợ chồng đi hàng đi, chồng. Nhưng mà em nói với anh á, là cái đó là cái bằng lái hay là cái giấy chứng minh của ổng á. Người ta cũng lái xe, người ta cũng dạ. Có chụp lại. Dạ, là nghe kể lại là ông chồng ổng là đi trước 2 ngày. Là bà với con bà với bà thuê bà chị nào ở chợ về đây gom đồ này kia là mới ngày hôm qua đó. Là đi luôn đó, phiên ngày hôm qua đó. Là bà tụm tiền bà gom góp bao nhiêu tiền bao nhiêu bạc ở ngoài đây nói đây bà chỉ là nội trong đây còn là 30 mấy triệu. Dạ, anh qua đó rồi hỏi chuyện rồi. Thì phải mình phải đi tìm chứ nếu mà mình bỏ lơ gì thì cũng như không có gì dạ. Đâu tại vì chị cũng không ngành giờ mình ra chỗ cái xe đó kìa dưới nhà trọ nè dưới hai cái đó đó nói ở ngoài chợ cũng bị gạt cũng bộn. Vậy là ở ngoài chợ cũng có luôn ha. Dạ có. Ngoài ta cũng có thể là người ta cũng có ấy ngoài. Thì giờ trước tiên là ở đây đi. Thì như biết cô này đã bị có một người xa lạ lừa đảo, cũng như là lấy tiền, rồi cũng như mang danh từ thiện. Phải không? Dạ, chị... lấy tiền mặt của cô ha. Dạ không có lấy tiền mặt, tiền mặt thì 7 triệu chị hỏi giùm. Dạ. Còn nhiêu tiền hàng phải không? Là chị đi hỏi giùm, dạ, chị hỏi giùm cổ nói hỏi nè. Của cô đó là đem đi đâu?
là cổ nói cho từ thiện luôn chứ cổ đem về quê cho mẹ cổ cho quà ở thành phố. Con gái cho nên để làm quà cho những cái nước mắm một dịch những cái gì trong tiệm chị mà cổ lấy hết hai phần tiệm rồi là tổng cộng mười mấy triệu. Chứ một cái túi sách của bạn chị cho nó thấy chị khổ không có bạn trong nhật giá là một triệu mấy là cổ lấy luôn. Cổ mượn dạ. Rồi một sợi dây chuyền bạc luôn. Chị đeo mua một triệu mấy chứ đơ bông là cổ lấy của chị luôn. Vàng bạc này kia của chị cũng lấy luôn. Chị không còn gì chứ. Vậy là sự việc này bao lâu rồi cô? Dạ mới hôm qua với bữa nay à. Dạ. Rồi bây giờ lên trên đây thì cô muốn sao? Dạ không muốn, nói chung thì chị kể hoàn cảnh gì chị cũng khổ. Cộng đồng mạng đâu cũng giúp đỡ rồi. Chi tiền muốn cho những người khác đừng bị gạt như chị vậy thôi. Còn nợ thì bây giờ chị khổ thiếu nợ người ta 7 triệu đó chị không có tiền trả. Bây giờ thì cũng đây xong rồi cái hình đó thì cô qua cũng trình công an đồ để cho người ta biết để người ta có gì người ta vô cuộc người ta tìm tiếp cho chứ cô không trình thông báo không nói gì trơn rồi đâu chị cũng biết. Không biết chữ thì chị chữ thì cũng nhờ người khác người ta đi sớm viện sẽ giúp cô. Điện cho mấy anh qua đây thì cũng nhờ mấy anh đến đưa lên cái sự việc này lên cộng đồng mạng để cho bao nhiêu người khác gặp cái người này sẽ tránh né ra, đừng để cho những người khác sẽ lợi dụng bị lừa gạt như thế này nữa. Rồi chị đặt đồ từ thiện thì chị đã hồi rồi, người ta cũng thông cảm đó em, mình bị vậy rồi người ta cũng không nói gì, cũng lên chị lỡ rồi. Đặt chuyến sau rồi đấy ha. Dạ thì chị cũng đi đặt cổ nói là qua ngày thứ bảy cổ chuyển cho chị bữa nay nhận hàng nè. Bữa nay đây ha. Đặng phát đó, đặng phát từ thiện đó, dạ. Bây giờ nè để hỏi cô luôn. Mấy công ty mới đủ đồ giao ở đây đó. Dạ. Bỏ kêu đặt bao nhiêu nè? Dạ. Một ngàn cái đường. Một ngàn cái đường. Một ngàn thùng mì. Một ngàn thùng mì. 2.000 chai nước tương, 2.000 bột ngọt. Dạ. Cho. Một ngàn thùng dầu ăn. Dầu ăn. Ngàn thùng chai 5 lít. 5 lít á. Dầu cá. Tổng giá trị của cái phần quà đó bao nhiêu cô? Là mình tính có khoảng 600 mấy đó. Rồi, dạ, mà đặt kêu đặt dạ. Là mấy tấn gạo sóc mỗi sóc thái á, đặt sóc ngon á, chứ không phải mà sóc. Người chị có hỏi nói em ơi, chị tính là cái số tiền này nhiều lắm nghe em, nó nói chị cứ đặt cho em đi, em biết rồi, ngày mai em chuyển cho chị 30 triệu đang chị đưa cọc cho người ta. Rồi khi nào chở hàng vô thì bữa chủ nhật em sẽ thanh toán hết. Rồi chị Dung mới đi đặt. Là chị nghe cái từ thiện này chị quá ham mà chị giúp làm cho bà con thôi chứ chị không có nghĩ là gì hết. Mình cũng từng khổ chị. Đó, thì qua cái video này thì tụi con đăng lên. Tại vì chồng chị mất rồi chị cũng còn thiếu nợ em biết bệnh 600-700 triệu ở bệnh viện Chợ Gãy, ảnh cũng chết nay nửa năm rồi mà chị cũng khổ. Ở nhà nuôi ba vợ chồng có 2 mẹ con, chị bán một quạch để sống trả nợ hụi hàng rồi một tháng chị chầu 9 triệu tiền hụi đó. Thành ra chị không có tiền đồ, chị bán này là chị mua thiếu của bà con thương bán cho chị bán kiếm lời mà nó gạt nó lấy hết rồi. Rồi bây giờ còn người nào nữa anh kêu qua luôn đi ha, để tụi em quay cái một luôn. Những người mà bị cái cô đó lừa đảo đó là ở đây là giờ chỉ có 2 người thôi, bà chị này với bà chị kia mà chị kia mất làm nó xuống được. Dạ. Yeah. Mà rồi đây là cái sự việc là sự thật ha và dạ, có sự chứng giám dạ, của cô có, bác hàng xóm ha. Không có nói sai lời nào hết đó em, chị không có nói sai đâu. Dạ. Cũng như đối với người ta mấy triệu thì nhỏ chứ chị thì chị quá khổ, chị không có khả năng. Nếu mà đưa lên cộng đồng mạng đi gặp người này mà người này có phản đối hay là nói cái gì mà bên đây chịu trách nhiệm hết. Dạ, để em hỏi luôn là người đó tên gì anh chị biết không? Dạ, cô biết không? Thì. Dạ, chỉ biết tên Thùy thôi. Thùy hả? Dạ. Tương tác làm sao? Thùy. Mập bự lắm em, mập. Mà cổ đang bệnh đó mà cổ gạt cái đó bệnh, cổ bệnh. Bệnh tiểu đường rồi cổ nó sắp đi mổ cái giò nó mình nghĩ người ta bệnh chứ người ta làm từ thiện để cho hết bệnh chứ nghĩ gì. Bây giờ cái hình ảnh đó thì anh hỏi đâu qua em? Dạ. Tính nhiều quá rồi cũng không có dạ. Được nó đời bây giờ đâu biết trước được. Người ta làm từ thiện nhưng mà người ta không có hạt cái gì đâu. Biết gì là đâu giờ có nghe nói. Bởi chị mình thấy nó nói làm từ thiện vậy rồi nên là cũng ấy nó nói nó bán căn nhà ở trên chỗ là mấy chục tỷ lận. Ở đây là chỗ làm giấy hắn lấy tiền về nên là mới kêu là đặt hàng này kêu. Đây đây cũng tin tưởng thấy làm từ thiện rồi mới làm. Ở trời rồi bắt kêu em là thợ hồ nó xây dựng nè. Rồi kêu chú này nữa. Làm bà cho mấy căn nhà về ngoài đó nó kêu em tính vật tư bao nhiêu tiền này kia kêu tính luôn á nên là cái sự tin tưởng rất là đúng, cao ha. Gần như là nói tiếng lừa đảo rồi nó sẽ tạo một cái bề nổi dạ. Một cái như là nó là dân có tiền
đó, thì để nhưng mà người dân mình sẽ tin tưởng chỗ đó. Thì thôi giờ đúc kết lại là cô đã bị như là lừa nhiều người phải không? Bây giờ ý cô như thế nào? Dạ. Ý cô muốn xử lý người đó như thế nào để mà dạ, cô truyền tải cộng đồng mạng? Không muốn xử lý mà cũng như cho biết cổ lừa đảo gì cho bao nhiêu người tránh đừng có khổ như chị vậy đó em chứ. Mấy cô này có không? Không muốn xử phạt người ta, không muốn làm gì hết. Nói chung nhiều khi người ta khổ quá thì người ta làm chuyện bằng cùng chị cũng không biết được. Còn cô bị mấy triệu? 2 triệu hả? 2 triệu đó là chị. Cô đã sợ chị mượn, chị đây mượn giùm. Đúng rồi, chị này cũng phải dạ, mượn luôn. Dạ, chị mượn của thím 2 triệu. Cho bà này mượn, bà này mượn giùm. Là chị thím cũng như, dạ, chị mượn giùm là 7 triệu. Như thấy ai khổ, tội nghiệp mình cũng khổ. Kể như là xong đó nha. Dạ. Thì bây giờ chắc là video này con đưa lên. Dạ. Thì những cô bác nào ở xóm giềng này hoặc là ở ngoài chợ đó, nếu mà cũng bị lừa đảo cái tình trạng giống như cô nữa thì nếu mà muốn lên tiếng thì họ cũng phải liên lạc với tụi con. Tụi con cũng như là một lần đưa để mà vạch trần cái thủ đoạn lừa đảo của nó. Dạ, thì nếu mà cô có liên lạc nữa với ai nữa thì cứ việc cung cấp cho tụi con. Mấy cô mấy chú này có biết không? Cũng như biết thì bả vô đây biết mặt cái mấy cô mấy chú này có biết là cái chị đó có lừa không á? Dạ có, không ở đây nè không có ai nói dối gì hết, không biết. Người ta mới dám nói rồi. Mà cũng như chị là làm cái tư cách bả xưng hô. Cổ nói cái gì thì chị nghe nấy, chị không có cãi gì, nói chung là cũng như bùa vậy đó. Dạ. Cũng có bao nhiêu người đa nghi mà không ai dám nói. Cũng như chị mắc bùa đó, chị nói là chị nghe chứ không có suy nghĩ. Chị bị bùa đó ha. Dạ. Vậy mới dạ. Chị cái gì chị cũng chợ nữa chị. Mấy người chợ nữa người mười mấy triệu này kia. Mà có không? Mà chợ có không? Nhóc lại á. Vậy là có luôn ha. Dạ. Vậy là đây là một cái vụ lừa đảo. Có gom cái tiệm giống của chị nữa. Có sự tính toán. Dạ. Nó tính toán sẵn hết trơn. Có mà chị cũng có một tiệm gian gì. Dạ, mà mua đồ ít hơn của chị. Giống như cổ nói. Xuống hội không? Chị nói. Dạ không, chị nghe chị hỏi em dâu nó nói. Mà cổ nói như nè, thấy chị khổ quá, mai mốt em sẽ mua tiếp, ủng hộ chị hoài, thành ra chị mừng. Là hai ngày đó chị không ăn cơm luôn đó em, tại mình khổ mà có người mua giúp giùm làm từ thiện, mình quá mừng luôn. Thôi bây giờ nè, cô nói thì con đã hiểu rồi, dạ. Nhưng mà giờ con muốn hỏi cô chính xác lại. Dạ. Là cái cô đó tên Thùy. Dạ. À, cô nhớ khoảng bao nhiêu tuổi không? Dạ 4 mấy tuổi hả. Và cái cô đó ở nhà trọ tên gì vậy cô? Hỏi gì sao nè. Cái chỗ quán cà phê anh Nam á, em nghe chỗ quán cà phê ngang chỗ chú Ba Phái đó. Mấy anh này không ngang biết đâu, em anh này bên ấy qua đây. Biết sao biết không? Chỗ dòng xiến nó có tiệm xe ông Ba Phái đó. Không chỉ tụi con mà dễ có cộng đồng sẽ giúp cho cô chú nữa. Dạ nhà chị đây chị. Chị bán cái đồ bữa không có lấy đồ nào đâu. Đồ nào. Đồ dạ. Dạ, em lên đi. Đi vô những cái tiệm tạp hóa nhỏ mà lại lừa đảo dưới một cái hình thức tinh vi quá. Nên đâm ra là bị giống như là thấy số tiền lớn quá thì mờ mắt, đâm ra là làm cho cô phải mờ mắt và cô phải tin quá nhiều. Nhưng mà cô cũng 2 triệu phải không? Trời. Dạ không phải 2 triệu đó là của chị mượn luôn, chị mượn dạ, mượn giùm luôn chứ thím nó không có cho ngay cho. Có tiệm tạp hóa nhỏ thôi mà nó vô nó lừa đảo khủng khiếp luôn. Thì sẽ có những hình ảnh của cái người lừa đảo đó đó. Chỉ có cổ gom trống lỏng thôi chứ không có chị là các thứ mấy cái gì cũng mua kết quý, cũng nói chung là đồ quý là gom hết rồi mấy đó. Cái táo đó là em mà chị có bán những cái nồi nồi điện nồi lẩu nồi điện rồi nãy kia nói chung là lấy trơn luôn dạ là cái gì quý giá là lấy hết là mấy cái đồ đó là cái cô em bạn trong nghịch giá thấy chị khổ quá lấy giùm cho chị bán mà trả tiền sao em người cổ gom của chị hết. À, những cái đồ điện mấy cái nồi cơm điện với cái lẩu điện rồi đó nhưng mà lúc đó vô mua đó rồi nói sao mà chị đưa vô đây thì ngồi dạ không là quen với nhỏ em dâu em dâu của chị thứ sáu chị thì thứ năm mà chị ở đây nuôi bà già chồng nè anh có cưng mắt cái trên bàn thờ rồi là chị cũng tốn 500-600 triệu gì đó rồi giờ chị bán hết trơn chỉ còn không có còn gì sống hết chị mới đi bán vé số đặng nuôi mẹ chị. Rồi con chị nó mới gầy, nó thôi mẹ để con cho mấy triệu mẹ tạo cái tiệm mẹ bán đằng ở nhà đằng cúng cơm đồ bán số rồi không ấy hình chị mở được cái tiệm rồi nhờ bà con với em út nó thương cái cô đô ngoài chợ cũng thương cho chị lấy đồ thiếu mình bán rồi mình trả tiền sau đó em. Cái này chắc cũng chị tin tưởng là cái từ thiện từ thiện rồi muốn bán đồ nhiều để mình có đồng lời ha.
Dạ, với chị bán được chị mừng 2 ngày chứ không ăn cơm. Với mình nghĩ mình cũng từng khổ, mình xin cô bác cơm rồi từ thiện mình ăn đó em, anh Năm cưng bệnh đó. Mà bây giờ mình giúp lên người khác, mình không có của thì mình giúp công. Thành ra chị tiếp sức cổ làm đi đặt đồ rồi đó. Chị không có nói dối lời nào hết chứ. Dạ, thôi ra đi cô. Dạ. Cái một tiệp tập quá nhỏ thôi mà nó lại quá trời, nó gom những cái gì giá trị của cô, nó gom hết luôn. Thực sự cái này là có sự tính toán, và nghe nói luôn hàng xóm và những người ở ngoài chợ đó cũng đều bị lừa đảo luôn nè. Còn mấy cô này có người nào nói tiếp vô không? Quay luôn. Ôi cái tánh tôi động lòng nó có được. Không cô có được. Tại vì cái này cô sẽ nói giúp cho cô này nè. Biết rồi mà nói không có được. Ấm thôi kỳ lại mà kè cho nó năm mượn bao nhiêu. Mà nó mượn đâu mượn 2 triệu đó. Là cũng như chị cho chị cô này mượn. Ờ giờ nó kêu đưa lại cho người khác. Cũng như là bà mượn của cô để cho cái đưa lại cho cái bà kia. Ừ thì đúng rồi. Với nhỏ cháu cho mượn 5 triệu nữa, nhỏ cháu dâu ngoài hè. Chị mượn. Thì đó thì nói 2 triệu rồi nó thì nó không có được. Trời ơi vậy bả còn cười nữa. Mất tiền mà còn cười nữa. Không có mát tiền nữa là chị Năm mượn. Chị mượn cháu nó mượn đưa cho người khác. Mượn đưa cho cô đó. Dạ. Dạ, dạ, dạ. Cô này gánh hết, tại vì mượn là mượn cho đưa cho cô. Là tiền của tháng 5 là lấy kiện bán. Cho mượn là cô này tin tưởng cô này. Dạ. Đúng rồi. Mượn cùng cô này đứng ra gánh nợ nè, đúng rồi, nợ chồng là gánh nợ. Đi bán cây về được 1 triệu gử. Rồi đập ống heo được 500 gử nó đưa cho chị luôn. Mà chị bên đây mà giờ mới đi làm mà không có đây. Mà kia cũng bị đấy ha. Dạ. Tổng cộng ở đây là ba người chị là bị gạt hết là 30 mấy triệu. Còn chị mập mập kia nãy ở đâu? Đang làm bánh nó bỏ không được. Đang bằng bánh ở trong gia được. Rồi thì cô phải đi trình báo đi. Bởi kêu gia trình công an phải đi. Mình trình thì cổ cũng đi rồi, cổ không có trả, ý là chị muốn lên cho bao nhiêu cộng đồng mạng thấy đừng có bị lừa như chị, khổ như chị đó. Dạ. Chứ chị biết rồi. Chị muốn, cô muốn trình bày cũng như là người ta cảm giác ha. Dạ. Cô ơi, biết cô giờ này cô đang bối rối, nhưng mà con cũng là người ngoài, thì những gì con hiểu biết được á, thì con góp ý vậy nè, là cô thu thập những cái hình ảnh, những cái giấy tờ chứng minh và cái người đó ở bệnh ở nhà trọ như thế nào đó, thì cô lại với chủ nhà trọ cô hỏi, mình trích được càng nhiều càng tốt, xong những cái giấy tờ đó rồi mình lại công an mình thưa với họ nha. Ừ, đó đúng rồi, như vậy đó. Ừ. Mình thưa người ta cũng đâu có trả lại cho mình được. Đâu. Nhưng mà cô nói là như vậy công an người ta sẽ giúp mình. Ừ. Cô phải ấy người ta mới giúp cho người ta không ấy thì sao người ta biết. Ta nắm bả. Trời ơi, để đây rồi không hút mình vừa có gạt. Không có làm lên là phải đi tỉnh khác mà gạt nữa. Và con nói vậy nè cô, tại vì á một khi đã nói lừa đảo là không phải một nơi. Dạ. Thì nhiều quý cô và những cô khác nữa bắt đầu người ta mới gom góp những cái người ta thu thập lại những hồ sơ đó, người ta sẽ xử lý một lần. Dạ. Đó thì những cái gì con có biết thì con khuyên cô là thu thập đi. Thu thập xong rồi mình lên báo công an sơ cả sớm là tốt. Không biết chữ rồi chạy xe rồi cũng gành với chị. Ôi, đi mất cái nhà bà con chị mất đi không được. Chị đi ra công an mình ký việc khai báo. Nói chừng nữa liên hệ với mấy cái chị mà ông ấy bị lừa gạt không ấy đó. Dạ. Và hỏi là ở trọ này kia đó có giấy tờ người ta có đưa trước khi ở trọ thế nào cũng có giấy tờ. Có không? Có giấy tờ nhưng mà phải có giấy tờ mới được tờ đó mấy tháng đó. Có giấy tờ nó mới cho ở chứ không có giấy tờ đâu mà ghi lại. Ghi là giấy chứng minh nhân dân người ta ghi lại. Dạ sẽ có. Đó là cái chứng thực để mà mình biết người đó là như thế nào. Đưa cho công an. Rồi chồng của bà lái xe ngoài đó thì làm gì cũng có chứ, người ta không có chụp giấy tờ lại chứ. Ừ, nó cũng có chồng rồi nó. Dạ. Đúng rồi. Chồng nó cũng đi luôn nè. Dạ, chồng đi trước 2 ngày, hình như nó có mâu thuẫn sẵn. Như nè, hiện giờ cô này cổ đang bối rối. Bây giờ là nhờ anh đi lại cái chỗ mà lon nào á, ông chồng ổng đang công tác đó. Anh lại anh nói bây giờ tình trạng ở đây lừa đảo cái người đó là vợ của ông Tuấn này.
thì nhờ anh mình năn nỉ người ta có những cái thông tin gì đó, giấy tờ á, bằng lái hay là chứng minh gì đó, rồi đem qua công an trình. Bữa chiều kêu Nguyễn Xanh đi với nhà này nè. Dạ. Đúng rồi, ông Nam Xanh đi. Xanh đi được. Đó. Đi giùm đi ra ngoài chừng tiếng hay tiếng hộ vậy. Nguyễn Xanh là với Ngọc Long là đệ tử của Ngọc Long. Rồi thì bây giờ tụi con sẽ chia sẻ cái clip này lên cho cô ha. Để ai mà có bị như vậy thì cảm giác để người ta tránh cái bị lừa. Dạ, với cho chị xin lỗi nói với mấy người mà chị đặt đồ đó là Phương Đoan đặt giùm đó là bây giờ bị lừa nhiều, chị xin lỗi mấy chú đó giùm có coi được cái clip này, mấy công ty dầu ăn rồi đó. Dạ. Chắc bữa đó người ta cũng chữ lắm hả con? Dạ không có chữ mà mình cũng như là mình dạ. Người ta có chịu ha? Dạ, mình cho chị xin lỗi. Tại vì đặt quá trời nhiều, cả ngàn nhiều mà. Nói nhưng chung mình cũng làm từ thiện, mình chỉ giúp thôi chứ mình không như công ty lại đưa thì mình đưa cái phiếu cho cô đó trả tiền. Chứ thật sự là chị không lời lớn như trong đó hết. Mình muốn giúp từ thiện thôi, cho chị xin lỗi. Con nghĩ cho người ta không trách cô đâu mà dạ. Khi sự việc này xảy ra vậy nè. Dạ. Trời đau lòng rồi chứ. Lúc chồng chị mắng thì cô không có tiền, cũng đi xin cơm đồ ăn khổ nên cũng đưa chị nghe. Chị bán đồ hết trong nhà luôn, giờ nuôi ba vợ chồng gãy giò nằm đó. Rồi bây giờ cô hãy giữ bình tĩnh đi, rồi nhờ dạ. Một ai đó thì sẽ đi để trình với công an mình tìm nha. Dạ. Dạ, dạ. Rồi chào cô nha. Dạ cảm ơn em. Con sẽ cố gắng chia sẻ lên. Dạ. Dạ. Mong rằng sẽ tìm được cái người đó. Cũng làm phiền mấy em, chị cũng không biết. Thằng em này nó thấy chị khổ quá, nó nói để em điện cho anh Minh Tăng giúp chị. Dạ. Đang đưa lên thì tụi con sẽ cố gắng dừng đẩy này lên để mà vạch trần những cái thủ đoạn chị của đó. Chị sợ không có tiền trả 7 triệu cho nhỏ cháu. Dạ. Ngoài hè với thím Năm, nặng thím Năm lấy kiển. Dạ. Thật sự bây giờ chị không còn tiền, nó lấy đồ chị hết luôn. Dạ, đây là sự việc mà có sự chứng thực của những cô bác hàng xóm. Và những lời của cô cũng có nói là đây là sự thật. Thì mong rằng là cái thông tin của cô đưa ra và hình ảnh của những người ở đây cung cấp tuy rằng nó mờ, nó ảo, nó không có rõ ràng, nhưng mà Phong vừa đưa lên đây để mà mỗi người nhận dạng và như là thấy người này ở đâu hãy báo cho Tân Phong biết để mà giống như ngăn cản ngăn để mà cho những người mà tránh để bị lừa đảo về sau. Rồi, Phong xin chào.